Ok, xin chào anh em đang coi video này nhá. Anh em đang coi thì đừng quên nhớ để lại xin một like và một đăng ký kênh để Lộc sớm đạt 100.000 người đăng ký nhất có thể nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, và anh em hãy coi video và tôi sẽ để cái code lên để anh em săn nhá. Ok, và bây giờ vào video thôi nào. Let's go anh em ơi. Nếu bạn chưa biết mua Robux tại đâu ư? Hãy tới ngay shop roblox.vn nhé các bạn. Shop có đầy đủ các loại dịch vụ từ cày thuê cho đến mua bán Robux. Đấy. Chỉ có thể là tại shop roblox.vn nha mọi người. Ok, chào anh em nha. Đây, dây dây. Hôm nay chúng ta hãy cùng trở về với cái chuyên mục đó chính là giả thuyết thôi nào anh em ơi. Ok, nhưng mà giả thuyết của tôi thì cũng có thể đúng và cũng có thể sai nhá anh em. Tôi cảnh cáo trước nhá. Đấy. Nhưng mà theo những cái nguồn tin khá là xác thực ấy thì tôi nghĩ là cái mùa này, update 16 này sẽ là ok lắm đấy. Đây. Như anh em đang thấy trên màn hình này. Đó chính là một cái bức ảnh, đó chính là update 16 is coming, đó chính là chắc chắn là 100%, 1 tỷ phần trăm, đó chính là ngày 31 tháng 10 này sẽ là update 16 nha anh em, 30 hoặc 31 nhá. Bởi vì sao, ở bên kia nó có ghi là 30 nhưng mà Halloween bên mình là ngày 31 anh em ạ. Đấy, nên tôi không biết là sẽ tính theo giờ Việt Nam hay là giờ nước ngoài nữa, thế nên là có từ anh em cứ đoán đi, có thể là từ 30 và cũng có thể là từ 31 nhá. Đấy. Ok, và về vấn đề tiếp theo này. Asteroid có đưa ra một cái vấn đề cực kỳ nóng bỏng và cũng như là cháy hổi, cũng có thể là làm anh bong cái tay luôn nha. Đây, và Asteroid đưa ra cái thông tin gì mà để làm anh bong tay thì bây giờ anh em hãy cùng coi với Lộc nha. Ok anh em. Đây này. Anh em có thể coi trên cái bức ảnh của tôi gửi lên nhá. Đấy, và Asteroid có nói là Mochi đấu Awakening và hình đôi mắt nhìn vào, đúng không? Xong rồi, ở bên dưới còn ghi là Broadcast But Who Know, có nghĩa là bạn kia cắp ảnh lại nhưng mà chúng ta cũng có thể là không biết được. Đấy, ok, và trong cái bức ảnh đấy thì có cái gì thì bây giờ Lộc sẽ gọi là chụp ra rõ ràng hơn và post lên để cho anh em thấy nhá. Ok. Đây, và đây Lộc sẽ show cho anh em coi về cái ảnh thứ hai nhá anh em. Đây, đây, đây. Đây tôi sẽ post lên nhá. Đó. Và nó sẽ có hai cái tin, đó chính là một cái tin xấu và cũng như là một cái tin tốt anh em ạ. Ok, và Lộc sẽ là một cái con người thích đọc tin tốt trước, thế nên tôi sẽ đọc tin xấu trước nha. Ok. Và tin xấu của chúng ta là gì? Và tin xấu của chúng ta là We did hay cái gì đấy? Have a now time to finish any new awakening this update. Đấy, đó chính là cái tin xấu. Thì ok, tôi sẽ dịch với cái trình độ tiếng Anh của tôi có thể hiểu một chút về cái tiếng nói này. Đó chính là chúng tôi sẽ không đủ thời gian để hoàn thành bất kỳ những cái trái awakening nào mới trong bản update đợt này, đó chính là bản update 16. Đấy, ok chưa? Đấy là cái tin xấu. Thì ok, thôi không sao, thì có nghĩa là gì? Thế là update 17 này của chúng ta sẽ có rất là nhiều gọi là trái awakening mới đấy anh em ạ. Đấy. Bởi vì sao? Hiện tại đang là nghiên cứu rất là nhiều trái awakening nhưng mà không thể ra awakening mới. Nhưng mà tin tốt của chúng ta là gì? We are working on will be released cái gì đó next update before Christmas đấy. Và rất là crazy, và thêm một cái hình mochi, icon mochi. Thế thì tôi lại phải sử dụng cái sự suy luận của tôi, đó chính là gì? Có nghĩa là, nhưng anh em đừng có lo, bản tin tốt này sẽ là Awakening phiên bản cũ sẽ được trái Awakening cũ thì nó vẫn sẽ có, hiểu không? Có nghĩa là gì nhỉ? Đâu để tôi cho tôi xin 2 giây hoặc 2 giây suy nghĩ thế nào. Thì là nói chung ấy là người ta còn nói đến là trái ác quỷ mà họ đang nghiên cứu ấy. Đấy, thì
sẽ được update vào sớm, có nghĩa là update vào bản update tiếp theo, đó chính là Before Christmas, đó chính là trước Giáng sinh. Và trước Giáng sinh thì là update 16 này thì chắc chắn theo tôi nghĩ tỷ lệ cao là Halloween mùa này rồi, đúng không? Và ăn dây will be crazy đó. Ôi rồi ôi, có nghĩa là gì? Và trái này nó rất là điên rồ đấy. Và có thêm có một cái gọi là icon mochi vào đấy. Thì theo tôi nghĩ là gì? Thì theo tôi nghĩ là admin ấy là đang ám chỉ là, nhưng mà tin tốt, đây tin tốt là sẽ có thể là có trái mochi awakening, ok chưa? Và hai cái thông tin đấy thì chúng ta sẽ được đó, có nghĩa là tin xấu đầu tiên thì có nghĩa là chúng tôi không thể kịp làm bất kỳ thêm một cái trái awakening nào mới hơn. Đó. Còn tin tốt là gì? Là có thể là sẽ có trái mochi thức tỉnh nha anh em. Đấy, ui mochi nó đã bá rồi mà tầm này thức tỉnh nữa thì theo tôi nghĩ là chắc cũng ok đấy. Nhưng mà để mà xài tôi không biết là cái thức tỉnh đợt này nó bán nhau đây. Nếu mà mochi awakening á, chắc anh em đổ xô đi mua vài san bouti căng lắm này anh em ạ, tin tôi đi. Ok, đấy là tin tức. Và theo như tôi nghĩ mùa update sau nữa ấy, nó có thể là có Rubber Awakening các thứ đấy. Đấy, bởi vì sao? Nó còn ghi là còn rất là nhiều trái Awakening nữa. Thì theo tôi nghĩ là trái Awakening hơi cũ là Rubber. Bởi vì sao? Ngày xưa thì tôi có thấy một cái video Rubber Awakening, nhưng mà không biết là pha ke hay cái gì đấy. Cái đợt đấy tôi còn chưa làm YouTuber anh em ạ. Đấy, tôi ngồi tôi coi qua tôi thấy cái video đấy. Ok, và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với tin tiếp theo của update 16 này. Và chắc chắn 100% đó chính là gì? Đó chính là ra võ mới. Đây này. Đấy, anh em đang nhìn trên màn hình của tôi, đó chính là một cái võ nha anh em. Đó, một cái võ theo tôi nghĩ cái võ này là sẽ là Dragon Claw nha anh em. Bởi vì sao ạ? Đây, tôi sẽ qua bên này cho anh em coi. Đấy, anh em thấy cái skill trên màn hình không? Đấy, tôi nghĩ tỷ lệ cao sẽ là Dragon Claw nha. Tại vì sao? Ở xung quanh này. Này, anh em thấy không? Sắc mình karate, Water Kung Fu đã có sắc mình rồi này. À, còn Death Step nó đã có cái này rồi này. Ôi giời. Thế thì tại sao ở đây nó lại có đứng im một góc như này hả anh em? Mà nó lại không có cái gì đứng bên cạnh. Thì theo tôi nghĩ tỷ lệ cao nó sẽ là V2 nha anh em. Đấy. Đây, Dragon Bait nó sẽ có 3 skill nha anh em. Bởi vì sao? Tôi nghĩ sẽ là Dragon Claw đúng không? Anh em hãy coi cái bức ảnh thứ hai này của tôi. Ok chưa? Này, nó toàn là lửa đúng không? Nhưng mà skill C nhé. Đấy, nó sẽ là một cái bức lửa xung quanh này đúng không? Ok, bây giờ tôi sẽ show cho em coi skill thứ mà admin đã show thứ hai này. Đó. Anh em nhìn chưa ạ? Thì nhìn giống nhau không anh em? Đây. Đấy, anh em có nhìn thấy giống không ạ? Đây là skill C, bởi vì sao anh em nhìn trên màn hình thấy cái C nó đang sử dụng hồi chiêu cooldown kìa, anh em thấy không? Đó, ui, nhìn rất là xịn sò luôn nha. Đây, ok. Và bởi vì sao? Tôi nghĩ là hai cái loại skill vừa coi diện rộng nó chính là skill C này này, đây. Đấy, bởi vì nó nhìn giống easy luôn nha anh em. Đấy, cũng gọi là một cái diện rộng, nhưng mà cái kia, cái này nó không có được nhiều lửa lắm, nhưng mà tôi nghĩ là sau khi mà lên vơ 2 thì nó rất là ok đấy. Còn skill Z đó chính là gì? Đây anh em coi này, skill Z nó sẽ đánh ra là một cái hình con rồng nha. Và hình con rồng trong cái võ thì nó chỉ có Dragon thôi anh em ạ, Dragon Bait này, đó chính là Dragon đấy. À, ok, và skill Z tôi sẽ đánh võ ra cho anh em coi này. Đấy, đánh như thế, thay vì bây giờ nhá, vơ 1 thay vì đánh như thế đúng không, thì nó có thể là đánh đấm ra một cái lửa. Ồ, còn skill X này này. Đấy. Nhìn nó xịt sò nữa. Tôi nghĩ nhá, skill X có thể là biến ra một con rồng to và nó gây stun lại. Bởi vì anh em để ý mà xem, sắc mình karate có một cái skin để gọi là làm giữ người ta lại. Và Death Step cũng có, Super Human cũng có, Electric Claw cũng có kiểu đấy. Nhưng mà không lẽ Dragon Claw, Dragon V2 này, đợt này nó lại không có thì hơi vô lý đúng không? Đấy, đây là hai cái thông tin chính thức đã được, nói chung là nguồn tin cung cấp, đó chính là Asteroid đưa ra. Và còn Dragon Claw thì là từ bên
Rip Indra đưa ra rồi thì ngại gì mà anh không tin nữa, đúng không? Đấy, nhưng mà theo tôi nghĩ là trái thức tỉnh Buddha Awakening ấy chỉ là một cái giả thuyết sương sương thôi nha. Bởi vì sao? Chỉ có con mắt nhìn vào thôi, và cũng như là anh em chỉ có đoán trước được thôi. Nhưng mà theo tôi nghĩ là tôi mong đấy chỉ là cú lừa của admin. Bởi vì sao? Mong là thay vì trái đấy, tôi thích trái Rubber Awakening hơn anh em ạ. Đấy, bởi vì sao? Nó lên gear 4 nhìn xịn vãi linh hồn luôn anh em ạ. Đấy, thế nên đây là tất cả cái tổng kết của tôi. Thì anh em thấy thích video này thì đừng quên để tôi xin một like và cũng như một đăng ký kênh với nhá. Ok, và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo nhá. Uầy, lòng nhân phẩm ra quách luôn. Chào và tạm biệt cả mọi người. Bye bye.